bốn anh ở lại cùng với chị Hà để chúng ta đến với một cái phần mà gọi là mọi người mong chờ nhất trong tối ngày hôm nay, là bốc thăm trúng thưởng ạ. Và chúng ta sẽ có một giải kim cương, hai giải vàng và ba giải bạc. Và bây giờ chúng ta sẽ kiếm ra ba vị khách rất là may mắn để đoạt ba giải bạc đầu tiên. Chị ơi, cái này giải bạc. Chị giải bạc chị né tên em nha. Dạ, phần thưởng của giải bạc là một thẻ vitamin platinum plan ạ. Không đi, không có đi. Dạ, rất là giá trị, mọi người yên tâm. Ủa, chị giá nè. Dạ, chị giá. Dạ, đó là 49.500.000 đồng mà. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt biết được ba vị khách đầu tiên may mắn được giải bạc của chương trình bóng thăm trúng thưởng tối hôm nay. Vương. Dạ, anh Vương ạ. À? À chưa, không, cái này mới hỏi. À. Vương Đình Phát đang ngồi ở đâu? Dạ, Vương Đình Phát ạ. À? Không biết là anh đang ngồi ở đâu. Anh không lấy nhỏ mà ta. Xé xíu. Không, không, không. Ở đây nhỏ đó, xé xíu. Dạ, Vương Đình Phát lần thứ nhất ạ. À. Vương Đình Phát lần thứ hai ạ. À. Dạ, Vương Đình Phát lần thứ ba ạ. À. Trời đất ơi. Dạ, dạ, cái phiếu của em là Bùi Thiên Bảo ạ. À. Dạ, Bùi Thiên Bảo. Bùi Thiên Bảo lần thứ nhất, Bùi Thiên Bảo lần thứ hai, Bùi Thiên Bảo lần thứ ba. Em bất lực. Chắc là hai ảnh tới có đi ăn vòng vòng đâu, là ăn bánh căn đó, là lạ hay gì. Mọi người biết sao không, năm nay rất nhiều phiếu mọi người. Thật sự bây giờ sơ hở một chút, ai mà đi vệ sinh mớt quà rác chịu. Đúng không mọi người? Biết bao nhiêu người mình gọi từ đầu tới cuối đúng không? Không được quà, mình đã biết mất tiêu rồi, mình tìm được quà không, sẽ liền. Bây giờ tới Duy Khánh. Em đi lại gần Duy Khánh. À, chuẩn bị xé đó hả? Dạ vâng ạ, hy vọng bất quá tam nha. Dạ, xin chúc mừng, em không biết anh hay chị, em đọc tên thôi nhé. Là Triệu Alpha. Triệu. Triệu Alpha. Chúng ta vỗ tay cho anh Triệu Alpha. Không, mắc cỡ, không đứng dậy xé. Không, ra đây liền xé. Đã có cái tên đầu tiên cho ba giải bạc ạ. À. Cái tên tiếp theo là gì em đưa chừng? Không. Và cái tên tiếp theo ạ, em xin đọc ạ, Nguyễn Trần Thanh Ngân ạ. Dạ, Nguyễn Trần Thanh Ngân ạ. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, xé. Nét. Quên là, ủa, Duy Khánh. Dạ vâng ạ, xin chúc mừng chị Lê Hà. Lê Hà. Dạ, chị Lê Hà. Lê Hà. Chúng ta không có cỡ. Đúng, có rồi, có rồi, cái bên còn một người nữa, đọc một người, dạ, người thứ hai, ông người thứ ba, Trần Kim Sơn. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, cái sức sống như vậy, thấy không? Rồi, đứng dậy lên. Không, Trần, chúc mừng ba. Dạ, em mời chị Hà trao ba giải bạc cho ba vị khách may mắn ạ. À. Chúng ta vỗ tay cho ba vị khách đúng không ạ? Mọi người, thì chúng ta hãy nhanh tay tập trung lắng nghe cái tên như mọi người nghe. Có là hey, em có. Dạ ơi, nói gì đây? Một rồi. Em đợi phản ứng nhanh. Dạ, em xin chúc mừng anh Huỳnh. Anh Huỳnh rồi. Lần thứ nhất, anh Huỳnh. Lần thứ hai, anh Huỳnh. Lần thứ ba, xé. Lần thứ ba, anh Quỳnh. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.
Và bây giờ là người tiếp theo ạ. À không, để em tìm hiểu chứ làm anh Quỳnh làm chứ. Được không? Và người tiếp theo, Đỗ Thị Thúy Dung, lần thứ 3. Rồi, lấy lẽ chị, lấy lẽ chị. Còn một người nữa, bây giờ chị Hà bóc một người nữa. Anh ta chỉ còn một giải vàng thôi ạ. À. Em bóc, em đọc, em xé luôn. Nguyễn Khánh Linh. Có, có. Dạ mời hai chị lên sân khấu ạ. Mời hai chị lên sân khấu ạ. Mời chị Hà trao hai gói drink weight loss trị giá 100 triệu đồng cho hai vị khách may mắn. Chúng ta vỗ tay cho hai vị khách đúng không ạ? Em đang nghi là cái giải kim cương này nó đọc chưa hết tên mình xé luôn rồi. Bớt nha. Chúng ta còn một giải kim cương cuối cùng với thẻ NAD và Platinum Man trị giá 155 triệu đồng ạ. Có một cái nè. Rồi tới đây. Nửa tên. Hai cái mà tách cái nào nè. Ok là đi chậm nha. Hồng Nguyễn rồi mọi người, ai Hồng Nguyễn mình run nè mọi người. Nguyễn, Nguyễn rồi đến Văn. Ai Nguyễn Văn giơ tay cho em coi coi. Ai Nguyễn Văn, ai? Có một người thôi hả? Có một người thôi hả? Thôi, anh là Nguyễn Văn gì? Trời anh lên đây. Chúc mừng anh đã đoạt được giải kim cương với thẻ NAD Plus Platinum Plan trị giá 155 triệu đồng mà 155 triệu. Vỗ tay lớn đúng không ạ? Cho em hỏi là mới hồi nãy hình như cái chữ này em được 5 phiếu, em không bốc được phiếu nào vậy mọi người? Ai ghi phiếu em có bỏ ra không chị? Anh vừa chia sẻ với là em bỏ con đi là đúng rồi. Và mình ở đâu nhỉ? Dạ em ở Đà Lạt không chị? À ở Đà Lạt luôn. Dạ em ở mình, Đà Lạt. Mình săn vé như thế nào cũng... Dạ em là đối tác của con cưng nên được mời. Con cưng cảm ơn rất là nhiều. Thật là rất quá được luôn, là được giải kim cương luôn đây này. Cảm ơn nhiều nha. Xin chào tất cả, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào để bắt đầu lại từ đầu. Xin chúc mừng cho tất cả các vị khách may mắn vừa rồi đã chúng được giải vàng, giải bạc và giải kim cương. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến với tiệc trà chiều ngày hôm nay. Và rất mong sẽ gặp lại mọi người vào ngày mai, ngày 13 tháng 11. Đêm chính thức lớp son, lớp Việt Nam sẽ được bắt đầu. Nhưng bây giờ chắc là mình ra ngoài mình cũng phải uống tí trà này cho đúng trà chiều chứ. Xin mời mọi người hãy nắm. Xong rồi mình chụp hình với nhau nữa nhé. Ok. Dạ xin mời mọi người nán lại, chúng ta có thể dùng buffet.